Cặp đôi cộc lệch, kẻ đáng sợ nhất hành tinh 2m03 khiến vợ phát khiếp. Martin Ford, võ sĩ cao 2m03 nặng tới 140kg. Dù chưa thi đấu boxing chính thức, nhưng anh đang là cái tên được giới mộ điệu quyền Anh nhắc tới rất nhiều. Nhắc tới Ford với biệt danh kẻ đáng sợ nhất hành tinh, nhiều người tiếc nuối, ao ước trận đấu giữa anh và Hulk Hogan, Sajid Gazibi, cao 1m88 nặng tới 180kg, bắp tay 77cm, có thể diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái. Những thông báo trận đấu bị hủy từ hai nhân vật chính thức khiến mọi hào hức của khán giả trở thành vô nghĩa. Ford cho biết vì nhiều nguyên nhân mà màn so tài không thể diễn ra, còn Gazibi thì cho rằng đối thủ của mình là kẻ hèn nhát và sẽ làm đơn kiện tại The Bank. Kẻ đáng sợ nhất hành tinh, Ford đã nói bóng gió về chuyện đối thủ của mình gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần nên ban tổ chức và phía võ sĩ người Anh không muốn hậu quả xấu xảy ra. Nói với tờ Daily Star, tay đấm 39 tuổi người Anh tiếc nuối. Bởi những chuẩn bị của anh đã uổng phí và muốn được thi đấu với một đối thủ khác ngay ở sự kiện đó. Gazibi từng tuyên bố Ford không dám gặp anh khi hai người cũng có mặt tại Dubai, UAE vào tháng trước. Tuy nhiên tay đấm 39 tuổi cho biết thời điểm đó anh đang mắc Covid-19 nên tự phải cách ly trong phòng. Một vấn đề tế nhị khác cho thấy Ford rất quyết tâm thượng đài. Anh đã không làm chuyện ấy với vợ kể từ khi có đứa con thứ ba và biết tin sắp thi đấu với Hulk Hogan. Ford và vợ Jimmer xinh đẹp cao 1m65 nặng 55kg trở thành cặp đôi cộc cạch trong làng thể thao. Hơn vợ 35cm và nặng hơn gần một tạ. Ford như nuốt gọn cơ thể của người bạn đời mỗi khi hai người đứng cạnh nhau hay thể hiện tình cảm với nhau. Ford hoàn toàn lấn át vợ về mọi mặt, nhưng về kỹ năng tập luyện, đôi khi anh phải học hỏi người vợ nhỏ bé Sajid Ford. Cô là một gymmer kiêm huấn luyện viên cá nhân, là người thường xuyên tư vấn đưa ra những bài tập phù hợp cho ông. Được mệnh danh là kẻ đáng sợ nhất hành tinh, Ford khẳng định với Daily Star, kể từ khi vợ sinh đứa con thứ ba để tập trung tập luyện với màn so tài của Gazibi, tôi bị vợ cấm chuyện ấy. Dường như lệnh cấm này giúp tôi có thể tạo ra những cú đấm mạnh mẽ hơn. Kẻ đáng sợ nhất hành tinh không phải người đầu tiên nói không với chuyện tế nhị trước khi tượng đài. Trước đó, David Haye tuyên bố cai chuyện này trong 6 tuần mới thi đấu. Nhiều ngôi sao các môn thể thao khác cũng có nhiều quan điểm. Cách thực hiện khác nhau với chuyện chăn gối. Không có công thức rõ ràng với điều này mà mỗi vận động viên áp dụng theo cách phù hợp nhất với cơ thể của mình. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của Martin Ford. Cảm ơn các bạn xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào lại các bạn. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix hooked on like an addict, I got my eyes on the prize.